Ok, bây giờ mình xin test một cây đàn cho một vị khách đã đặt hàng ở bên mình. Đây là một cây đàn bầu cho một anh khách tên là Vũ Ái Quốc. Anh Quốc có đặt một cây đàn bầu lắp sẵn loa và âm ly ở trong đàn ấy nhé. Đây là một cái cây đàn mà anh đặt bên em. Ở trong thùng đàn nó có tổng thể cả loa, cả âm ly luôn. Đó. Rất là tiện lợi. Thì bây giờ em xin mời anh nghe thử cái tiếng của nó. Thì em không cắm vào bất kỳ một hệ thống nào hết. Em chỉ cần vặn to cái nút volume này lên thôi là anh có thể nghe được cái tiếng đàn ở trong loa rồi. Và vị trí của loa nó nằm ở trong đàn luôn. Ok, bây giờ em sẽ mời anh nghe trước cái em đánh chay trước nhé. Đánh không có nhạc karaoke gì hết. Mà anh nghe thử cái tiếng của nó. Giờ em sẽ thử từng nốt một. Đầu tiên là cái nốt khó nhất. Đây là nốt cao nhất là nốt đô này. Nốt đố. Nốt sòn. Nốt mi. Oh,